Đây là thí nghiệm của tụi tôi. Ok, nãy đã thử một lần quá sợ, quá hớp luôn, quá hớp sợ luôn. Giờ chiếc đó hả? Biết đây là gì không? Một chất gây nổ. KNO3. Má, tiếng tiếng bông tiếng hoa gì không mà không biết. 83 triệu hũ. Nó bán nó không hỏi gì phải không? Mai ra mua nữa không? Má, đây là thí nghiệm. Ba muỗng này thì ba muỗng đường. Một muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê đường. Một muỗng hạt nêm cà no. Này phải cột lại cho chắc, để hở hơn thì để mấy chị gì mà lùi, để xa má nhìn như rồi má đừng phèn nha, để xa vùng tay cho em, để vào cái túi này giấu nó đi, giấu nó đi. Châu ơi, ta bảo châu này. Má, đây là nhà khoa học. Châu ra ngoài bếp, châu cầm phổ đường giùm ta. Đây là nhà khoa học. Nhà khoa học NOU. Làm được cái bộ nãy nó làm được cái con. Đây là muỗng canh muối. Cái này nó xì lên bởi học bè luôn á. Làm tao phản hồn thiên địa. Má, đây là nhà khoa học. Tao sợ hết hồn luôn mày. Má, bình tĩnh nha, cẩn thận nha. Chú nó quậy nguy hiểm quá. Ủa nó mệt quá nè, có ngồi đi đang quay, có ngồi đang quay này nghiên cứu còn hơn Chenachi bỏ vô nước nữa. Làm với bạc đâu, làm với bạc nó mới ngồi à, với bạc hơn kìa. Đâu đó cái cục mày cầm lên. Ừ, con này là với bạc hả? Thì sao với bạc ba? Giờ nó hình giấy không rồi. Giờ cắt ngang làm nhiều cuộn. Này cắt bằng giấy hay cắt bằng dao ta? Cắt bằng dao cho lẹ. Châu có thể vô nhà kho tìm. Tiền băng keo đen không? Nhà kho đâu tìm ba? Nhà kho ngay chỗ máy giặt đó. Những kiểu đen nãy không nói chạy mua không rồi. Có mà nhà có mà vô thì kho lấy đi rồi đợi xíu quay trở lại.